Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Huyện Kim Động tái đàn gia cầm sau Tết không quên phòng dịch. Xã Quảng Châu đi đầu trong vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ghi nhận trong công tác phòng dịch tại huyện Văn Giang. Doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký quyết định số 273 công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Đây là các xã đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chí này. Trong đó huyện Văn Giang có 5 xã gồm Mễ Sở, Long Hưng, Liên Nghĩa, Phụng Công, Thắng Lợi. Huyện Yên Mỹ có xã Giai Phạm, huyện Khói Châu có 3 xã là Thuần Hưng, Bình Minh, Tân Dân. Thành phố Hưng Yên có 3 xã là Trung Nghĩa, Liên Phương và Hồng Nam. Thời điểm này, các vườn nhãn trên địa bàn huyện Khói Châu đang trong giai đoạn ra nụ hoa. Các chủ vườn đang tích cực ứng dụng các biện pháp kỹ thuật để có mùa nhãn đạt năng suất, chất lượng. Huyện Khói Châu hiện trồng 1.600 ha, giống nhãn được trồng chủ yếu trên địa bàn huyện là nhãn miền thiết chín muộn, chiếm khoảng 80%. Các xã có diện tích nhãn lớn làm từ Dạ Trạch, Bình Minh và Đông Kết. Thời điểm này, hầu hết các cây nhãn đã phát triển giò hoa. Năm nay, thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, mưa nhiều, trời âm u, số giờ nắng ít, nên nhãn ra hoa muộn hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, nhờ áp dụng thành công nhiều biện pháp kỹ thuật trong trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây nhãn, nên tỷ lệ ra hoa theo dự kiến vẫn đạt khoảng 80%. Hiện nay, bà con nông dân huyện Khói Châu đang tập trung bón bổ sung dinh dưỡng cho cây nhãn để cây phát triển hoa và nở hoa thuận lợi, tỷ lệ đậu quả cao, phun thuốc để hạn chế rụng đụ hoa, tăng khả năng thụ phấn cho cây, diệt trừ các loại sâu bệnh để bảo vệ cho cây nhãn. Thưa quý vị và các bạn, nhờ ban hành nghị quyết số 02 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đến nay xã Quảng Châu đã chuyển đổi được trên 80% diện tích sang trồng cây ăn quả đặc sản và là địa phương đi đầu trên địa bàn thành phố Hưng Yên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ngay sau khi Đảng ủy xã ban hành nghị quyết số 02 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chi bộ thôn 1 đã tuyên truyền vận động đảng viên và nhân dân cùng chuyển đổi. Nhờ đó, đến nay 100% diện tích gồm 80 ha đất bãi chuyên trồng cây ngô, cây đỗ của thôn đã được thay thế hoàn toàn bằng cây nhãn, cây có múi cho hiệu quả kinh tế cao. Chi bộ là tuyên truyền nên đảng viên là mình gương mẫu, mình phải làm trước. Bà con nhân dân này thấy thế là chúng ta cũng học hỏi kinh nghiệm của nhau và tất cả là chuyển đổi toàn bộ diện tích sang trồng cây ăn quả. Hiệu quả kinh tế sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng là rất lớn nên 100% đảng viên có đất nông nghiệp của 13 chi bộ đã đồng loạt chuyển đổi sang trồng cây cho giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, chỉ sau 2 năm, toàn bộ diện tích 350 ha đất bãi trồng rau màu hiệu quả thấp đã được nhân dân thay thế hoàn toàn bằng cây cảnh, cây ăn quả. Thì là một đảng viên, tôi đã mạnh dạn chuyển bộ toàn bộ cái diện tích của gia đình mình sang trồng các loại cây ăn quả như táo, đu đủ, nhãn. Chính vì vậy, vì hàng năm gia đình tôi là thu nhập đảm bảo là đạt bình quân là khoảng 10 triệu đồng trên một sào. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp của xã đã tăng mạnh trên cả 3 tiêu chí, diện tích, năng suất và sản lượng. Trong đó đã thành lập được một hợp tác xã và một tổ hợp tác xã sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn Việt Gáp với trên 60 ha, nâng giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt trên 230 triệu đồng. Qua cái chuyển đổi cơ cấu trồng thì nâng cao mức sống của nhân dân. Thì phấn đấu đến 2020 là bình quân thu nhập đầu người của xã Quảng Châu là 38 triệu đồng trên một ha. Nhưng đến nay chúng tôi phấn đấu là đạt 48 triệu đồng trên một ha. Và mục tiêu đại hội đảng bộ xã Quảng Châu là đến 2018 về đích nông thôn mới. Thì Quảng Châu, xã Quảng Châu đã về đích nông thôn mới vào tháng 11 năm 2017. Và đến nay diện mạo nông thôn xã Quảng Châu là khang trang đẹp. Và trong nhiệm kỳ tới thì chúng tôi phấn đấu là xã Quảng Châu sẽ đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ áp dụng nghị quyết vào thực tế đã giúp Quảng Châu từ một địa phương có xuất phát điểm thấp trở thành địa phương phát triển và dẫn đầu toàn thành phố về chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đời sống nhân dân ngày một khởi sắc và phát triển. Kết quả, năm 2019, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng giấy khen, bằng khen, tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Thành ủy chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho hội viên nông dân có vốn mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, phải đối mặt với thực trạng cả đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Gia đình ông Phạm Văn Điện, thôn Cao Xá, xã Vũ Xá, huyện Kim Động gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn về chuyển đổi vật nuôi. Nắm được nguyện vọng của hội viên Hội Nông dân xã đã triển khai dự án phát triển đàn bò thịt. Theo đó, ông Điện là một trong 10 thành viên của dự án được vay 50 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh. Có được tiền vốn hỗ trợ cùng với nguồn lực của gia đình, ông Điện đầu tư nuôi 9 con bò thịt, hiện nay đã có thương lái đến đặt mua với giá từ 30 đến 35 triệu đồng một con. Trong cái số tiền mà trên cho gia đình tôi vay thì là gia đình tôi mua bò về nuôi, mới lại cái tiền đấy để sửa trang trại, mới lại mua thức ăn cho bò. Tại xã Phương Triều, để hỗ trợ 10 hộ tham gia dự án trồng nhãn, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, trong đó có nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Qua thực tiễn triển khai, các hộ đều sử dụng đúng mục đích và thu được hiệu quả rõ rệt. Được sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh cũng như Hội Nông dân thành phố là cho Hội Nông dân xã Phương Triều cái nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh là tổng 500 triệu đồng. Các hộ là dùng vào cải tạo vườn tạp và mua phân bón, thuốc trừ sâu để chăm sóc cái vườn nhãn của các hộ. Đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hội trong tỉnh quản lý đạt trên 74 tỷ đồng cho gần 1.800 lượt hộ vay. Toàn tỉnh hiện có gần 73.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều hội viên từng được hỗ trợ về nguồn vốn. Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục vận động cán bộ hội viên xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tại cơ sở, hướng dẫn các huyện thị thành hội cơ sở hội lựa chọn các mô hình dự án phù hợp, phát huy lợi thế của địa phương, lồng ghép tốt các hoạt động phối hợp đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng thành công các mô hình liên kết sản xuất theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian này các địa phương trong tỉnh đang rất tích cực triển khai nhiều biện pháp với quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Ghi nhận tại huyện Văn Giang, địa phương giáp danh với thành phố Hà Nội và có nhiều công nhân lưu trú. Xã Vĩnh Phúc, một trong những địa phương ở Văn Giang, hiện đang có số công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các doanh nghiệp lưu trú lại nhiều nhất với khoảng 800 người. Trong đó có 6 người Trung Quốc. Tuy nhiên, 4 người trong số đó đã về ăn Tết đến nay chưa trở lại. 2 người còn lại hiện đang ở tại nơi làm việc và vẫn bình thường. Trước tình hình này, xã Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ như tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở nhằm nâng cao ý thức phòng dịch, thường xuyên kiểm tra số công nhân ra vào và lưu lại tại địa phương. Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của công nhân lưu trọ. Chúng tôi phân công chi tiết từng thành viên đến từng thôn, từng xóm. Hai là giao cho công an xã phối hợp với trạm y tế xã rà soát toàn bộ người làm ăn ở Trung Quốc và những người Trung Quốc đóng ở trên địa bàn để làm sao là theo dõi rồi là đảm bảo tốt cho công tác phòng dịch, theo dõi quản lý cho tốt các cái đối tượng người Trung Quốc. Tại khu đô thị Eco Park, các hoạt động vui chơi đều đã được đơn vị dừng không tổ chức, lượng người đến tham quan, chiêm ngưỡng, ăn uống giảm hẳn. Độ 2 tuần trở lại đây là khách đến công ty tham quan và vui chơi cũng giảm rõ rệt, phải đến 80-85%. Tại các công sở, trường học, công tác vệ sinh phòng dịch vẫn được thực hiện thường xuyên hàng ngày. Phun khử trùng thì nhà trường đã tiến hành 2 lần. Và khi các em trở lại lớp thì chúng tôi sẽ tiếp tục là dọn vệ sinh một lần nữa, lau khô mặt bàn và các cái vật dụng bằng cồn và đón các em trở lại học tập. Đồng thời cũng tuyên truyền để các em tự trang bị các phương tiện vệ sinh cá nhân như là khẩu trang, thế rồi là nước xịt khuẩn khô. Thế và các em mang bình nước cá nhân đi. Thế và ở đồng thời ở các lớp thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một số vật dụng
ví dụ như là nước xịt rửa tay khô, thế rồi là khẩu trang để phòng những em nào quên hoặc các em có thể rơi mất trên đường thì các em cũng có những cái để dùng. Hiện tại, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp mắc dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo huyện Văn Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch từ xa với phương châm chống dịch như chống giặc, bố trí khu vực cách ly bệnh nhân nếu có, chuẩn bị nhân lực, vật lực sẵn sàng khám, điều trị, sẵn sàng ứng phó khi phát hiện có người bệnh. COVID-19 liệu có lây từ mẹ sang con? Làm gì để phòng tránh hiệu quả căn bệnh này là những băn khoăn của rất nhiều thai phụ. Sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Lan, Phó trưởng khoa sản Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên sẽ giúp quý vị và các bạn giải đáp những thắc mắc này. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, virus chủng mới corona COVID-19 thì có lây từ mẹ sang con không ạ? Virus corona chủng mới hay còn gọi là COVID-19 là một loại virus gây ra viêm đường hô hấp cấp ở người. Hiện tại thì chưa có một thông tin hay là một bằng chứng khoa học nào mà chứng minh rằng là COVID thì lây từ mẹ sang con. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì COVID-19 có ảnh hưởng như thế nào đến thai phụ ạ? Không cứ hẳn là COVID-19, cũng có thể là virus cúm hoặc là CMV hoặc là bất cứ một virus nào khác đều có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi và mẹ. Phụ nữ mang thai mà bị nhiễm COVID-19 thì thường có biểu hiện là sốt. Khi mà sốt cao kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi nếu mà không được hạ sốt. Phụ nữ mang thai nếu mà bị nhiễm COVID-19 thì cần phải được theo dõi, giám sát, điều trị kịp thời. Nếu không thì sẽ dẫn đến những cái biến chứng như đẻ non hoặc thai lưu. Nặng hơn nữa thì có thể là tử vong mẹ và con. Theo bác sĩ, các thai phụ thì cần làm gì để phòng dịch COVID-19 á? Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa để tránh lây lan bệnh. Ví dụ như là tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng cách là giữ ấm cơ thể, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, xúc miệng họng bằng nước muối sinh lý hoặc là nước xúc miệng. Thứ hai là rửa tay thường xuyên bằng nước xà phòng và nước sạch hoặc là nước rửa tay mà có chứa cồn. Duy trì khoảng cách ít nhất là tối thiểu 1 mét với người khác, đặc biệt là những người mà có biểu hiện ho, hắt hơi hoặc là sốt. Hạn chế đến những nơi tập trung đông người. Khi mà có biểu hiện như là sốt hoặc là khó thở hoặc ho thì phải đến các cơ sở y tế khám sớm để được tư vấn khám và điều trị kịp thời. Ngoài ra thì các sản phụ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám thai định kỳ để được tư vấn về chế độ dinh dưỡng cũng như là cách phòng lây bệnh để làm sao có một thai kỳ khỏe mạnh. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm cho một số doanh nghiệp trong tỉnh gặp khó khăn bởi hàng xuất nhập khẩu từ Trung Quốc bị chậm và đội ngũ chuyên gia người Trung Quốc chưa thể sang làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Để khắc phục, tùy vào ngành hàng của mình, các đơn vị đã có những giải pháp cụ thể để giữ ổn định nhịp độ sản xuất và việc làm, thu nhập cho người lao động. Sau nghỉ Tết, một số chuyên gia người Trung Quốc của doanh nghiệp này chưa thể sang làm việc để chống lây nhiễm dịch COVID-19. Giải pháp được công ty thực hiện là chuyên gia làm việc từ xa thông qua hệ thống Internet và điện thoại trao đổi công việc thường xuyên. Sau một số bỡ ngỡ khó khăn ban đầu, việc sản xuất của doanh nghiệp đã dần đi vào ổn định sau ít ngày. Công ty chúng tôi cũng đã liên lạc với cả các đồng chí ở bên Trung Quốc là tạm thời không sang. Và công ty chúng tôi cũng đã thường xuyên phòng chống bằng đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ. Khẩu trang thì một ngày là thay đổi bằng 2 lần. Thế còn công ty của chúng tôi trước khi vào sản xuất thì chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với cả các chuyên gia ở bên Trung Quốc bằng điện thoại và hỏi ý kiến phương cách nào. Và đến giờ phút này là công ty của chúng tôi cũng vẫn hoạt động và sản xuất bình thường. Kể từ khi dịch bùng phát rộng ở Trung Quốc và một số nước khác, các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc là nhóm chịu ảnh hưởng hơn cả vì thiếu nguyên liệu. Lý do là hơn 80% nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi mà nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì thực hiện cách ly, phong tỏa để phòng chống dịch. Nhưng nhờ chủ động nguồn hàng nhập khẩu về từ trước Tết, nên đến nay hầu hết các doanh nghiệp may trong tỉnh đều đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đến đầu tháng 4. Tuy nhiên, theo dự báo, nếu dịch tại Trung Quốc tiếp tục kéo dài, khó khăn doanh nghiệp may mặc gặp phải sẽ ngày càng lớn hơn. Nhưng nếu sau đó chúng ta không nhập được tiếp cái nguyên vật liệu đồng bộ phục vụ sản xuất thì sẽ dẫn đến gián đoạn cái quá trình sản xuất của công ty và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, tiến độ giao hàng cho khách hàng. Cái này sẽ gặp rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp. Trong tháng 1 năm 2020,
Tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh thông quan tại Chi cục Hải quan Hưng Yên sang thị trường Trung Quốc giảm gần một nửa so với tháng 1 và tháng 12 của năm 2019. Trước khó khăn này, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải có chiến lược phù hợp, đa dạng thị trường xuất nhập khẩu nguồn hàng của mình để giữ ổn định sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, nếu tính cả thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh toàn tỉnh được nghỉ học 3 tuần. Giữa nhà trường, gia đình và học sinh đã có sự phối hợp chặt chẽ, đưa ra nhiều biện pháp giúp đỡ học sinh tự học, không để xảy ra tình trạng quên kiến thức. Trong thời gian nghỉ học phòng dịch, hai anh em Đỗ Đức Huy và Đỗ Việt Hà ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cử không hề lơ là việc học. Hàng ngày với sự nhắc nhở đốc thúc của ông bà bố mẹ, cả hai vẫn làm đầy đủ các bài tập được thầy cô giao. Cô giáo đã gọi điện nhắn tin trên điện tử và nhắc nhở cho tôi để bảo cháu là học hành và phòng chống dịch cúm. Khi có những cái bài nào mà không làm được thì gọi điện cho cô. Bên cạnh việc hướng dẫn học sinh tự học, các giáo viên trường trung học cơ sở Phù Cử đã triển khai hình thức học trực tuyến. Đến nay, hầu hết các giáo viên đều đã có kênh YouTube đăng tải các bài giảng chuyên đề. Thầy và trò thống nhất thời gian cùng theo dõi bài giảng trực tuyến, đóng góp ý kiến như trên lớp. Trong quá trình học sinh nghỉ học chống dịch, phòng chống dịch ở nhà thì qua việc học qua mạng thì các thầy cô ngoài việc truyền tải bài, kiến thức cơ bản thì đều có sự kiểm tra ngược lại đối với học sinh là xem các em với chuyên đề đấy, với bài đấy thì các em đã đảm bảo được yêu cầu hay chưa và đều đã có những bài kiểm tra cụ thể. Dù đang được nghỉ học nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Hoa, lớp 12DA1, trường Trung học Phổ thông Hưng Yên không hề lãng phí thời gian, chủ động tự học, ôn tập kiến thức tại nhà thông qua việc tự làm đề thi mẫu, sách tham khảo. Khi mà bắt đầu nghỉ dịch thì thầy cô đã giao bài tập trên Gmail và trên Messenger của nhóm lớp để chúng em có thể tự làm ở nhà và có thể hoàn thành bài tập và giao lại cho thầy cô. Một số thầy cô đã có những kế hoạch để dạy trực tuyến trên YouTube hoặc là những trang Facebook. Bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh khử trùng trường lớp, ngành giáo dục Hưng Yên đã kịp thời chỉ đạo các nhà trường khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập hệ thống hóa kiến thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng chống dịch bệnh nCoV. Qua đó, giúp học sinh nhớ lâu, nhớ sâu, không để hỏng kiến thức sau thời gian nghỉ dài ngày. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tiên Lữ là một trong những địa phương có tỷ lệ người dân đấu nối sử dụng nước sạch cao nhất tỉnh. Đến nay, nhiều xã gần như 100% người dân sử dụng nước sạch. Toàn huyện Tiên Lữ hiện có hơn 20.000 hộ dân lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ gần 80%. Trên địa bàn huyện có 5 nhà máy cấp nước sạch phục vụ cho người dân tất cả các xã thị trấn. Nhiều xã gần như 100% người dân sử dụng nước sạch như Hải Triều, An Viên, Nhật Tân. Huyện yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp nước phải minh bạch, công khai giá bán, đảm bảo chất lượng nước và hệ thống lọc tiên tiến theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Phấn đấu đến hết năm nay, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch của toàn huyện đạt 100%. Là địa phương có nhà máy nước sạch đóng trên địa bàn từ rất sớm, tuy nhiên hiện nay, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm mới chỉ có 15% hộ dân được sử dụng nước sạch. Năm 2009, nhà máy nước sạch Như Quỳnh được Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam xây dựng và đưa vào sử dụng với công suất 2.000 mét khối một ngày đêm để cung cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Như Quỳnh. Tuy nhiên, sau 10 năm hoạt động, đến nay, nhà máy mới lắp đặt được 60% đường ống đến các thôn, xóm cho thị trấn. Hiện vẫn còn khu vực thôn Ngô Xuyên, Minh Khai và Trung Lê chưa có đường ống. Hầu hết người dân vẫn sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt và tự mua máy lọc nước để lấy nước ăn uống. Toàn thị trấn Như Quỳnh mới có 685 trên 4.560 hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 15%. Kết quả này cho thấy sự thiếu tích cực của nhà máy nước sạch Như Quỳnh trong việc vận động tuyên truyền để người dân hiểu về lợi ích và sự cần thiết của việc sử dụng nước sạch. Hiện nay, nhà máy nước sạch Như Quỳnh chỉ hoạt động từ 6 đến 8 tiếng một ngày và phần lớn khuôn viên rộng 20.000 m2 của nhà máy đang để cỏ dại mọc hoang. Điều này không chỉ gây lãng phí, không khai thác hết nguồn vốn đầu tư mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện chương trình cấp nước sạch của địa phương. Ngay sau Tết Nguyên đán, bà con nông dân trên địa bàn huyện Kim Động đã triển khai tái đàn gia cầm và cùng với đó, công tác phòng dịch cũng được người chăn nuôi chú trọng.
Gia đình ông Đỗ Văn Thắng ở thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa trước Tết nuôi 190 con gà thương phẩm phục vụ thị trường Tết. Ngay sau khi xuất chuồng, ông đã thực hiện tái đàn gà với số lượng trên 200 con. Tôi vẫn chủ động con phòng chống dịch bằng cách con phun khử trùng và rắc vôi bột thường xuyên. Và hai nữa là thuốc men phòng dịch và nhất là cái thời tiết rét này là lên giữ ấm cho đàn gà. Nhu cầu thị trường gia cầm phục vụ Tết khá cao. Nên sau Tết số đàn gia cầm giảm 35% tổng đàn, còn 876.000 con. Ngay sau Tết, bà con nông dân thực hiện tái đàn trở lại, nâng tổng đàn gia cầm toàn huyện lên trên 950.000 con. Tái đàn chăn nuôi thì phải vệ sinh môi trường chăn nuôi sạch sẽ, nhập giống ở các cơ sở có đủ điều kiện. Trong quá trình chăn nuôi thì bà con áp dụng biện pháp an toàn sinh học và đặc biệt là áp dụng các cái quy trình phòng bệnh bằng vaccine để phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Trước tình hình thời tiết giao mùa và khả năng phát sinh dịch bệnh, bên cạnh việc ra trại và trang trại chủ động phòng dịch, thì trạm thú y huyện phối hợp với địa phương phun thuốc khử trùng phòng bệnh cho gia cầm trên địa bàn. Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3, tổng số lít thuốc phun phòng là 1.400 lít. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.